Anh nói đi, hiện giờ con chúng ta ở đâu? Có phải nó đi ăn chơi ở chỗ nào, hay là yêu đơn nhăn nhít với con bé nào rồi gặp rắc rối đúng không? Không phải là mấy chuyện đó. Vậy chứ chuyện gì? Gia Bảo, nó không cho ai biết về mấy chuyện này. Gia Bảo nó đang cố gắng từng ngày để anh Đạt nhìn thấy khả năng thật sự của nó. Con nó muốn như vậy. Em à, chúng ta nên tin tưởng vào nó. Anh không bao giờ thay đổi thì có cố gắng cũng vô ích thôi. Em đã nghĩ ra cách để khống chế anh ta. Anh thấy cái áo này em mặc hợp không? Em thấy có vẻ nó không hợp với em lắm. Anh lựa bộ khác cho em đi. Ừ, được rồi. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ơi.